lại nhà cuốn và những ngày đỉnh điểm, con số thực khách lên tới hơn 1.000 người trên toàn hệ thống, gần 54.000 khách hàng thân thiết và hơn 3.500 tiệc sinh nhật được tổ chức trong 6 năm qua. Giò Đồng Trại đã đóng góp hơn 80% sự thành công cho cuốn. Vì sao giò cuốn lại được cả nhà yêu thích tới vậy? Để cầm trên tay một đĩa rau tươi ngon, các farmer tại cuốn phải nghiên cứu rất kỹ các bước canh tác bằng phương pháp hữu cơ. Với phương pháp này, mọi nguyên liệu trồng trọt đều phải đảm bảo 100% từ tự nhiên. Cụ thể, bằng việc nghiền thân và rễ cây và nhiều bộ phận khác của cây, các farmer đã tạo thành một loại hỗn hợp sử dụng làm phân bón, kết hợp cả vỏ trứng để bổ sung canxi cho rau. Chính vì lẽ đó mà khi bước vào vườn cuốn, chúng ta rất dễ bắt gặp nhiều loại côn trùng và sâu bọ ký sinh trên các tán lá. Điều này làm cho các farmer phải mất rất nhiều công sức để thu hoạch được những lá rau vừa đẹp mắt lại vừa đủ số lượng cung cấp cho nhà hàng. Ngay khi đó, các farmer nhà cuốn lại phải sử dụng hỗn hợp ớt, tỏi, giềng, xả và một số loại củ quả có tính nóng làm thuốc trừ sâu hữu cơ bảo vệ từng lá rau tới cùng. Hơn nữa, để tránh tình trạng bị hóa chất từ các thửa khác lan sang, một hàng rào được bao bọc quanh vườn cuốn được gọi là hàng rào điền thanh, tách biệt hoàn toàn với các thửa khác. Vậy là vườn cuốn luôn được bảo vệ từ gốc tới ngọn, để tới tay chúng ta những lá cuốn tươi ngon vẹn tròn. Nhờ phương pháp này mà rau cuốn luôn giòn ngọt, cộng thêm hơn 20 loại rau cuốn khác biệt đã tạo thành những chiếc cuốn to bự bạn sẽ chỉ thấy ở cuốn mà thôi. Để đáp ứng cho nhu cầu ăn ngon và healthy, tháng năm này, cả nhà mình hãy cùng nhau chào đón cực phẩm cuốn mới tại 90 Trần Thái Tông Cầu Giấy. Chắc chắn, gia đình mình sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Cùng nhấn tham gia sự kiện trên page nhà cuốn để nhận được những phần quà hấp dẫn nhất nhé!